chân dung và cuộc đời của nhân thọ Hoàng Thái Hậu Ô Nhã Thị, vị phi tần sinh đến 6 người con cho Khang Hy Đế trong lịch sử. Vì sao bà lại cự tuyệt ngôi vị Thái Hậu do con trai tôn phong? Nhân thọ Hoàng Thái Hậu, hay còn gọi là Hiếu Cung Nhân Hoàng Hậu, là phi tần của Thanh Thánh Tổ Khang Hy Hoàng Đế, thân mẫu của Thanh Thế Tông Ung Chính Hoàng Đế. Bà chưa bao giờ được lập làm Hoàng Hậu khi còn sống, chỉ được truy phong ngôi Hoàng Hậu khi đã qua đời. Hiếu Cung Nhân Hoàng Hậu xuất thân từ dòng họ Ô Nhã Thị, tên thật là Ô Nhã Mã Lục. Gia tộc bà nguyên thuộc Bao Y Chính Hoàng Kỳ, sau này được nhập Mãn Châu Chính Hoàng Kỳ, mới thoát khỏi thân phận Bao Y. Theo lệ, Ô Nhã Thị phải vào nội vụ phủ làm việc khi còn nhỏ. Theo đó, vào năm Khang Hy thứ 14 1675, Ô Nhã Thị lấy thân phận cung nữ tử nhập cung. Năm đó, bà 16 tuổi, cùng xét tuyển với bà có Lương Phi Giác Thiền Thị và Định Phi Vạn Lưu Ha Thị. Sau này, Ô Nhã Thị may mắn được Khang Hy sủng hạnh. Nên vào năm Khang Hy thứ 17 1678, cung nhân Ô Nhã Mã Lục sinh hoàng tứ tử Dận Chân. Lúc này Ô Nhã Thị chưa có thân phận, nên sau khi đầy tháng thì Khang Hy Đế đem Dận Chân giao cho Hiếu Y Nhân Hoàng Hậu Đông Thị nuôi dưỡng. Một năm sau, Khang Hy Đế sách phong cung nhân Ô Nhã Thị làm Đức Tần. Đến năm Khang Hy thứ 19, 1680, Đức Tần sinh ra một người con trai nữa, tên Dận Tộ, là hoàng tử thứ 6 của Khang Hy Đế. Sang năm sau, Đức Tần được tấn phong phi vị, tức Đức Phi. Lúc này bà ở tại Vĩnh Hòa Cung, năm ấy chỉ vừa 22 tuổi. Năm Khang Hy thứ 21, 1682, Đức Phi thị hạ sinh hoàng thất nữ, nhưng hoàng nữ chết non khi chỉ vừa được 2 tháng tuổi. Năm thứ 22 1683, Đức Phi sinh hạ hoàng cửu nữ, tức Cố Luân Ôn Hiến công chúa, được giao cho nhân hiến Hoàng Thái Hậu đích thân nuôi dạy. Năm Khang Hy thứ 25, 1686, Đức Phi hạ sinh hoàng thập nhị nữ. Năm thứ 27 1688, bà hạ sinh Dận Trinh, là hoàng tử thứ 14 của Khang Hy Đế. Bà đã sinh cho Khang Hy Đế 6 người con, 3 nam và 3 nữ. Trong đó chỉ có hoàng thập nhị nữ cùng Dận Trinh là những người con mà Đức Phi được trực tiếp nuôi lớn. Trong đó đáng chú ý nhất là Dận Trinh, người vừa là con út, vừa là con trai còn lại nhỏ nhất của Ô Nhã Thị, do Hoàng Lục Tử Dận Tộ đã mất vào năm Khang Hy thứ 24, 1685, còn Dận Chân thì đã được Hiếu Y Nhân Hoàng Hậu nuôi dưỡng từ nhỏ. Hoàng thập nhị nữ sống đến năm 12 tuổi thì đột ngột qua đời vào năm Khang Hy thứ 36, 1697, từ đó chỉ còn Hoàng Tử Dận Trinh bên cạnh bà. Năm Khang Hy thứ 61, 1722, Khang Hy Hoàng đế băng hà. Theo di chiếu, ung thân vương Dận Chân kế vị, tức ung chính đế. Với thân phận là sinh mẫu của tân đế, Đức Phi Ô Nhã Thị được tấn tôn làm Hoàng Thái Hậu. Thời điểm tấn tôn, Ô Nhã Thị đã hơn 60 tuổi, ung chính đế đối với mẫu thân cực kỳ hiếu thuận. Chuẩn bị lễ long trọng mời bà từ Vĩnh Hòa Cung đến cung thất dành riêng cho Thái Hậu là Ninh Thọ Cung. Gặp khi Nghi Phi có hành vi vô lễ, ung chính đế cũng vì danh dự của mẹ mình mà ra chỉ trách phạt vị sủng phi này của Khang Hy Đế. Năm ung chính nguyên niên, 1723, ung chính đế ra chỉ tấn dâng tôn hiệu cho Hoàng Thái Hậu là Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu. Chỉ 5 tháng sau đó, Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu lâm trọng bệnh và qua đời tại Vĩnh Hòa Cung, thọ 64 tuổi. Dưới đây là những giai thoại được lưu truyền trong dân gian về những ngày cuối đời của Đức Phi Ô Nhã Thị sau khi trở thành Hoàng Thái Hậu. Trong giả sử, bà được xem là vị Hoàng Thái Hậu đặc biệt nhất. Bởi lẽ bà là Hoàng Thái Hậu duy nhất có huy hiệu, nhưng không có lễ thượng tôn huy hiệu. Ngoài ra, bà cũng là phi tần sinh rất nhiều người con cho Khang Hy Đế. Trong đó đặc biệt có Dận Chân được đăng cơ Hoàng Đế. Nhưng từ lúc ung chính đăng cơ, bà đã rất bất mãn với người con đầu lòng này. Giữa bà và ung chính đế tồn tại rất nhiều nghi kỵ. Theo đó, bà yêu cầu được tuẫn táng với đại hành Khang Hy Hoàng Đế. Đồng thời, bà cũng từ chối chuyển đến Ninh Thọ Cung và từ chối luôn việc được thượng tôn huy hiệu Hoàng Thái Hậu. Điều không nể mặt nhất chính là khi ung chính đăng cơ, bà đã từ chối nhận hành lễ của con trai. Sự qua đời đột ngột của bà cũng dấy lên nhiều tin đồn trong xã hội đương thời. Lúc bấy giờ, người ta cho rằng Thái Hậu vì quá bất mãn nên đã đâm đầu vào cột mà tự vẫn. Theo bạn, vì sao Thái Hậu lại có những hành vi như vậy đối với tân đế? Nói nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của bà có liên quan đến tân đế liệu có thỏa đáng không? Hãy cho anh Tạc Hậu Cung biết quan điểm của bạn dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành!